Nhưng hình như phun đồng sao ấy. Đã trộn của lô phát, không phải đường đồng. Mình vừa đừng có phun vào đây. Đây để tao để bóng mát tao gả chứ tao đi lên tao cắt cụt hết đi. Bây giờ làm gì, hai cái vườn kia còn chẳng làm hết kia. Bây giờ hai cái vườn kia còn chưa làm được hết kia anh nhận không? Tham làm gì? Nói chung là già già cái tạm chán. Chịu khó rồi. Chịu khó lắm rồi. Nhìn cái cây bưởi ông trước cây xanh con đào cũng quanh đứng vui vui đủ cẩn thận đây ở đây nhà làm. Em không cho làm ấy. Vườn này không cho động vào. Làm đi còn hai vườn kia hơn gần hai mẫu anh nhờ. Làm đi. Anh Thành nhờ. Bơi ra hai cái vườn kia còn không hết kìa. Có phải đơn giản đâu. Vợ chồng ông Giang như vợ chồng ông Hiền Hằng thì chỉ có dãi nhau suốt ngày. Anh Thành nhỉ? Nếu mà đi nhau thế chỉ có dãi nhau suốt ngày. Bố cũng vùng vàng.